đến với hội thi ngày 20 tháng 11 với chủ đề Tri ân thầy cô giáo trường em. Lớp 9 anh em chúng em xin chúc quý thầy cô, quý vị nam giám khảo một lời chúc tốt đẹp, chúc hội thi thành công tốt đẹp nhé. Cũng như ngày xưa qua, cùng với các kỷ niệm trong thương, không nghe bạn, không nghe thấy bạn đề thì tôi nhớ cũng sợ rút. Em góp rất một mình, phút chưa tay nghe đến, nhưng tôi giấc bạn. Cũng cho biết bao kỷ niệm, người nhớ. Cũng một khoảng thời gian không hẳn là dài, nhưng cũng đủ để biết tất cả nó ra thành kỷ niệm. Thành yêu thương, thành nỗi nhớ. Yêu thương đến nỗi, tôi cũng nén mắt lại. Bọn mình dung được, từng cung mặt thân quen, vẫn có thể thấy được. Từng vẽ cái đá, nhà cây ăn ách nỗi buồn, nỗi buồn lại mất. Lầm thầy nhân hậu thanh cao, bạn em khoảng cánh xiết bao nghĩa tình, hương tà áo cánh trắng sơn, thập trò tinh mịch ánh nhìn thơ ngay. Cho dù vất vả đắng cay, đứng trên một dạng hẳn xê với hè, đau bằng hứa hẹn tuyên thề, trái tim son đỏ đem về cửa trang, quyết tâm vượt mọi khó khăn, cho thuyền gặp đến an toàn ai ơi. Các em đi bốn phương trời, nói theo bản chất gửi lời yêu thương. Em chợt mỉm cười, tôi nhớ lại lần của 4 năm trước. 4 năm trước đây, em tự như là một học sinh lớp 6, cũng băn khoăn đến lạ thường khi đặt chân đến ngôi trường này. Em, những thầy cô lúc nào cũng giúp đỡ tận tình để em có thể dung hòa, quen thuộc với nơi được gọi là ngôi nhà lớp 2 của chúng em. Cũng trong đặc học đó, thầy cô luôn dạy cho em những kiến thức, những đạo đức để em trở thành một học sinh tốt của trường. Cho em biết bao niềm vui, buồn mà em luôn nhớ trong lòng. Có lẽ trong cả cuộc đời này, chúng em cũng không thể nào quên được hết. Các thầy cô chính là người lá đỏ đưa những thế hệ học trò gặp đến tương lai. Làm sao em có thể quên được những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô, những ánh mắt luôn dõi theo hình dáng của từng học trò bé nhỏ trong suốt quãng đời cấp sách đến trường. Hình ảnh cô giáo trước tà áo thiết tha, những người thầy với vẻ mặt nghiêm túc ấy là chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn dành cho những người học trò bình luận này. Không dừng lại ở đó, nụ cười của thầy cô là điều đặc biệt ấn tượng mà mỗi học sinh chúng em không thể nào quên được. Nụ cười ấy không phải là tiêu xa, cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng tôi lại vô cùng căng trọng những nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên khuyến khích cho tôi mỗi khi tôi đạt điểm cao, là động lực tôi dựa vào để vươn lên học tập. Không biết trên bốn năm học ấy, em đã gây ra bao nhiêu nỗi lòng, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng hành động đã không còn, mùi vui vui vẻ của ngày nào. Mặc dù thầy cô không ra là la rầy hay nói viết, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra rằng thầy cô đang rất buồn bã và thất vọng. Nhưng thầy cô vẫn chia chở tay đưa cho chúng em, vẫn làm tròn trách nhiệm của bản thân mình và là đối diện với các cái chúng em, dù cho chúng em làm sai bao điều, gây ra nhiều phiền toái cho thầy cô. Thầy cô ơi, các thầy cô có biết rằng những nụ cười của thầy cô chính là ngọn lửa sự ấm trong những trái tim đứa nhỏ non nước của đám học trò chúng em hay không? Chỉ bao nhiêu đó là chúng em cảm thấy mình thật may mắn, bao gánh nặng nề cuộc sống, công việc, gia đình và những cuộc nghèo bất chồng nên đôi bao nhiêu người giáo viên. Thật không thể nào diễn tả hết nỗi niềm biết ơn sâu nặng của chúng em đối với thầy cô, những người luôn miệt mài trên những trang giao án, tìm đến thật trò chúng em những bài thật hay và bổ ích, những người đã không quên nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới hy vọng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn. Chính những thầy cô đã tạo ra những kỷ niệm khó phai, nhờ những dạy dỗ những thầy cô đã khiến chúng em trưởng thành tích tích cho tương lai. Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng em, đặt tay vào tim, ghi nhớ những công ơn lớn lao của thầy cô với niềm kính trọng yêu thương của chúng em dành cho mọi người. Những kiến thức được thầy cô dạy đã thúc kết thành những tinh hoa của nhân loại qua bao nhiêu thế hệ để giúp chúng em nhận ra rằng những gì thu được học được từ kho tàng kiến thức rộng lớn sẽ đem đến cho mọi người bản thân nhưng tấm lòng nhớ đây một chiếu là điều bước thầy cô đã đưa học giáo trí tuệ và tâm hồn sáng suốt của từng học sinh là người cần bấm nút trên kiến thức của nhân loại soi đường chỉ hướng cho thế hệ học trò. Chúng em ước sao mình mãi là đứa học trò yêu quý của các thầy cô, mặc dù biết là không thể. Tuy vậy, chúng em vẫn mong thầy cô sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ năng non bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất diệu kỳ. Thầy cô ơi, em không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào nữa. Em chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những điều hay, những điều bổ ích mà thầy cô đã dạy cho chúng em, những người lá đỏ của một tương lai tươi sáng. Và dự thi của lớp chúng em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn.